năm 2019. Như vậy là hiệp 1 cuộc so tài giữa U11 Hà Nội và U11 Sông Lam Nghệ An đã được diễn ra. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì U11 Hà Nội trong trang phục áo đỏ bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn ảnh của quý vị, trong khi U11 Sông Lam Nghệ An bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Cú tấn công của U11 Hà Nội dứt điểm. Một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Vừa rồi là pha dứt điểm của Nguyễn Việt Long, cầu thủ đang ghi nhiều bàn thắng nhất cho U11 Hà Nội cho đến thời điểm này tại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2019 với 5 bàn. Phản công cho U11 Hà Nội. Việt Long, cơ hội quá đáng tiếc. Liên tiếp là những pha tấn công rất đáng chú ý của U11 Hà Nội. Vừa rồi là pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 9 Phạm Đắc Khôi. Các khán giả đang cổ vũ rất nhiệt tình cho cả U11 Hà Nội và U11 Sông Lam Nghệ An trong trận đấu ngày hôm nay. Rất bất ngờ khi ở những phút thi đấu đầu tiên, như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho U11 Sông Lam Nghệ An. Một tình huống phối hợp đá biên theo đúng bài và U11 Sông Lam Nghệ An đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số. Đó là bàn mở tỷ số của Nguyễn Xuân Trường, rất bất ngờ. Trong khi U11 Hà Nội mới là đội bóng nhập cuộc tốt hơn, nhưng U11 Sông Lam Nghệ An mới là đội bóng có được bàn thắng mở tỷ số ở những phút thi đấu đầu tiên. Điều này mở ra một trận chung kết của giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2019 hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn và đầy những bất ngờ. U11 Hà Nội buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, và đó là cơ hội để cho những cầu thủ trên hàng tấn công của U11 Sông Lam Nghệ An có được những cơ hội. Việt Long, đây là Hải Đăng. Hải Đăng cũng là người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất nhanh và rất sôi nổi. Hải Đăng cơ hội, rất đáng tiếc. Liên tiếp là những tình huống tấn công của cả hai câu lạc bộ U11 Hà Nội và U11 Sông Lam Nghệ An. Cuộc so tài ở nhà thi đấu Đắk Lắk đang diễn ra vô cùng sôi động. Ở dưới sân thì các cầu thủ U11 Hà Nội và U11 Sông Lam Nghệ An đang thi đấu rất quyết liệt. Trong khi trên những khán đài thì các cổ động viên của cả hai đội bóng cũng đang thay nhau để làm sôi động và cổ vũ cho các cầu thủ của cả hai bên. Cơ hội! Pha càng ngang rất nguy hiểm của U11 Sông Lam Nghệ An. Những gì đang diễn ra cho thấy U11 Hà Nội xứng đáng là đối thủ khó chịu nhất với U11 Sông Lam Nghệ An. Nhưng với những gì cũng đã diễn ra thì chúng ta cũng có thể thấy bản lĩnh của U11 Sông Lam Nghệ An trong một thế trận
không quá vượt trội nhưng đội bóng áo vàng đã bất ngờ gõ được bàn mở tỷ số nhờ sự tinh quái trong một pha phối hợp đá biên. Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2019 là lần thứ 23 giải đấu này được tổ chức. Một con số đã cho thấy sức sống mãnh liệt của giải đấu trẻ nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Từ giải đấu này thì những tên tuổi của bóng đá nhất nhà ở thời điểm hiện tại như là Văn Thanh, Đức Huy, Duy Mạnh hay đặc biệt là Quang Hải, Xuân Trường, Văn Hậu được phát hiện và trở nên nổi tiếng. Viễn Long. U11 Sông Lam Nghệ An cũng chính là đội bóng duy nhất toàn giành chiến thắng ở vòng đấu bảng. Vừa rồi là một tình huống rất nguy hiểm thuộc về U11 Sông Lam Nghệ An. Pha đánh đầu của cầu thủ mang số 7 Cao Hoàng Đạt. Hoàng Đạt dứt điểm luôn. Liên tiếp là hai pha dứt điểm của cầu thủ mang số 7 bên phía U11 Sông Lam Nghệ An. Sau những phút đầu nhập cuộc có phần không tốt thì lúc này U11 Sông Lam Nghệ An đã dần lấy lại thế trận và có được liên tiếp những cơ hội về khung thành của U11 Hà Nội. Xuân Trường sẽ là người thực hiện quả đá biên. Vòng chung kết của giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2019 được diễn ra tại Đắk Lắk từ ngày 24 tháng 7 và kết thúc vào ngày hôm nay, mùng 2 tháng 8. Giải năm nay có sự góp mặt của 16 đội bóng và U11 Hà Nội và U11 Sông Lam Nghệ An chính là những đội bóng xuất sắc nhất. U11 Sông Lam Nghệ An đã đứng trước cơ hội rất lớn để nâng số lần vô địch của mình ở giải đấu này lên con số 4. Trong khi với U11 Hà Nội, đội bóng này đang đặt mục tiêu rất cao để lần đầu tiên lên ngôi vô địch ở giải bóng đá nhi đồng. Nhưng lúc này thì U11 Hà Nội đang gặp phải bất lợi về mặt tỷ số. Đường chuyền vượt tuyến. Cơ hội cho U11 Sông Lam Nghệ An. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ mang số 18 Trần Hải Đăng. Hải Đăng đã bỏ lỡ hai cơ hội đối mặt. Ở giải bóng đá nhi đồng toàn quốc thì U11 Hải Dương đang là đội bóng sở hữu số lần vô địch nhiều nhất với 5 lần. Trong khi ở giải đấu này thì U11 Sông Lam Nghệ An đang là đội đương kim vô địch. U11 Sông Lam Nghệ An đã vô địch vào các năm 2001, 2017 và 2018. U11 Hà Nội năm ngoái giành thành tích đó là hạng 3 chung cuộc.
Năm nay họ đã vào đến trận chung kết. Nhưng lúc này đội bóng áo đỏ đang gặp phải rất nhiều khó khăn trước đương kim vô địch U11 Sơn La Nghệ An. Rất có thể Xuân Trường sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Dứt điểm. Vẫn còn. Như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Vẫn là Xuân Trường. Hai pha dứt điểm liên tiếp của cầu thủ mang áo số 6 bên phía U11 Sơn La Nghệ An giúp cho đội bóng áo vàng vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-0 trong trận chung kết. Một pha dứt điểm rất căng và đầy quyết đoán. Bị dẫn trước 0-2 nhưng các khán giả đang cổ vũ rất nhiệt tình cho U11 Hà Nội. U11 Sơn La Nghệ An dẫn trước U11 Hà Nội trong trận chung kết với tỷ số 2-0. Bóng đã chạm cột dọc trong pha dứt điểm vừa rồi. U11 Hà Nội đang cố gắng đẩy cao đội hình và họ đã có được một tình huống rất đáng chú ý. Ở bán kết thì U11 Sông Lam Nghệ An đã vượt lên dẫn trước U11 PVF với tỷ số 2-0. Nhưng họ đã để cho U11 PVF gỡ hòa 2-2 trong những phút thi đấu sau đó. Và đây chính là cơ sở để cho người hâm mộ tin vào những phút thi đấu tiếp theo hấp dẫn. Và trong những phút vừa rồi thì U11 Hà Nội đã có được một tình huống rất đáng chú ý. Đáng tiếc may mắn đã không thuộc về phía các cầu thủ áo đỏ. Hơn một nửa thời gian thi đấu chính thức của hiệp đấu đầu tiên đã trôi qua. U11 Sơn La Nghệ An đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 2-0 bằng hai bàn thắng của đội trưởng Xuân Trường. U11 Sơn La Nghệ An đang chủ yếu sử dụng vào những đường truyền dài vượt tuyến. Vẫn là U11 Sơn La Nghệ An cơ hội 3-0. Đó là Hải Đăng. Trần Hải Đăng đã nâng tỷ số lên 3-0 cho U11 Sơn La Nghệ An. Với bàn thắng này thì Hải Đăng đã nâng tổng số bàn thắng của mình ở giải bóng đá nhi đồng toàn quốc lên con số 9. Một bàn thắng khá dễ dàng cho cầu thủ mà số 18 bên phía U11 Sơn La Nghệ An. U11 Hà Nội chắc chắn phải có những thay đổi và các huấn luyện viên của đội bóng này buộc phải dùng quyền hội ý và sẽ là một quãng thời gian vô cùng quan trọng để cho các huấn luyện viên khích lệ tinh thần cho U11 Hà Nội.
quả là rất khó khăn cho U11 Hà Nội khi mà lúc này U11 Sông Lam Nghệ An đang chơi rất chắc chắn. Lối chơi của đội áo vàng không quá đặc sắc, nhưng những đường truyền phát động tấn công của họ đang tỏ ra rất nguy hiểm. Với chiều cao và thể hình khá lý tưởng thì Hải Đăng thường giành chiến thắng trong những pha bóng tranh chấp. Phản công cho U11 Hà Nội. Cơ hội. Sẽ có một quả đá phạt góc cho đội bóng đỏ. Trọng tài xác định đã có lỗi của các cầu thủ áo vàng. Sông Lam Nghệ An đang cho thấy được sự vượt trội ở công tác đào tạo trẻ. Một pha dứt điểm rất căng. Cơ hội không vào. Cơ hội cho U11 Sông Lam Nghệ An không vào. Lại là pha dứt điểm của Hải Đăng. Một pha lốp bóng. Đáng tiếc là pha dứt điểm vừa rồi của cầu thủ mang áo số 18 lại đưa bóng đi vào xà ngang. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Liên tiếp là những cơ hội dành cho Hải Đăng. Hoàng Đạt xử lý bóng rất khéo léo. Nhưng các cầu thủ áo đỏ đã chơi tập trung cho pha bóng vừa rồi. Bóng lại thuộc về U11 Sông Lam Nghệ An. Xuân Trường. Cơ hội cho U11 Sông Lam Nghệ An. Pha dứt điểm rất căng, cũng đó là pha dứt điểm của Xuân Trường. Ở trận bán kết thì U11 Sông Lam Nghệ An chỉ có thể vượt qua U11 PVF sau loạt sút luân lưu, khi mà hai đội bóng này hòa hai đều ở hai hiệp thi đấu chính thức, trong khi U11 Hà Nội vượt qua U11 Quảng Ngãi với tỷ số 3-1. Như lúc này thì hiệp 1 của trận chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc chưa kết thúc. Đội bóng áo vàng đã tạm thời dẫn trước U11 Hà Nội với tỷ số 3-0. Mặc dù vậy thì với những gì đã diễn ra thì U11 Hà Nội cũng đã cho thấy được khả năng của mình.
Đội áo đỏ tỏ ra không quá lép vế, nhưng U21 Sông Lam Nghệ An với sự tinh quái trong những pha đá biên và những tình huống đá phạt thì họ đã có được điều quan trọng nhất, đó là những bàn thắng. Đây là Việt Long. Phút thi đấu vừa qua thì huấn luyện viên Trịnh Quốc Hưng đã có sự thay đổi trên hàng tấn công khi mà Phạm Đắc Khôi tạm thời rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ má số 10 Đàm Tiến Phát. Đó là pha dứt điểm của Anh Dũng, một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bàn thắng thứ tư, 4-0 cho U11 Sông Lam Nghệ An, rất bất ngờ. Đó là bàn thắng của Đông Thức, một pha dứt điểm từ rất xa. Đúng lúc này thì trọng tài chính ông Nguyễn Hữu Quỳnh đã thổi còi kết thúc hiệp 1 của cuộc so tài giữa U11 Sông Lam Nghệ An và U11 Hà Nội. Kết thúc 20 phút thi đấu chính thức, U11 Sông Lam Nghệ An tạm thời dẫn trước U11 Hà Nội với tỷ số 4-0, một tỷ số rất đậm đà. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với những hình ảnh trực tiếp tại nhà thi đấu Đắk Lắk. Trước mặt chúng ta sẽ là những phút thi đấu tiếp theo của hiệp thi đấu thứ hai trận chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2019. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên thì U11 Sông Lam Nghệ An tạm thời dẫn trước U11 Hà Nội với tỷ số 4-0 bằng các bàn thắng của Xuân Trường 2 bàn, Đâm Thức 1 bàn. Và cầu thủ má số 18 Hải Đăng 1 bàn. Công bằng mà nói, trong hiệp thi đấu đầu tiên thì U11 Hà Nội thi đấu cũng rất tự tin và tạo ra được khá nhiều những cơ hội rất đáng chú ý. Nhưng đội bóng đỏ đã không tận dụng được thời cơ. Trong khi U11 Sông Lam Nghệ An đã tận dụng rất tốt những cơ hội mà mình có được, đặc biệt là những tình huống phối hợp đá biên. Sẽ có một quả đá phạt cho U11 Hà Nội. Dứt điểm ngay, một pha dứt điểm rất căng. Đây là Nguyễn Anh Dũng. Tiến Phát. Anh Dũng đã không thể theo kịp đường truyền của Tiến Phát.
Đây là Hải Đăng. Hải Đăng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2019 với 9 bàn. Xếp ngay sau Hải Đăng là Việt Long của U11 Hà Nội. Nhưng lúc này Nguyễn Việt Long của đội bóng thủ đô mới có được 5 bàn mà thôi. Rất khó để Việt Long để có thể cân bằng số bàn thắng mà Hải Đăng đã ghi được ở giải bóng đá nhi đồng toàn quốc. Xuân Trường. Trong hiệp 1, Xuân Trường đã sớm đưa U11 Sơn La Nghệ An vươn lên dẫn trước với những bàn thắng. Cùng những cú phút sút rất căng. Đây là Hải Đăng. Xuân Trường. Đồng Thức. Hai cầu thủ ở hàng phòng ngự của U11 Sơn La Nghệ An đã có được tới 3 bàn thắng trong tổng số 4 bàn thắng của U11 Sơn La Nghệ An trong trận chung kết. Đây là Việt Long. Rất khó để Việt Long có thể qua được cầu thủ mà áo số 6 bên phía U11 Sơn La Nghệ An là Xuân Trường. Và dứt điểm rất xa. Bóng đã chạm đầu tiến phát trong pha bóng vừa rồi. Nguyễn Anh Dũng. Cơ hội cho U11 Hà Nội. Những quả đá biên của U11 Sơn La Nghệ An tỏ ra rất nguy hiểm. Đã có lỗi của U11 Sơn La Nghệ An. Hiệp 2 của trận chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc đã trôi qua được 6 phút. U11 Hà Nội đang đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, trong khi U11 Sơn La Nghệ An vẫn đang chơi đầy chắc chắn. Một bóng rất nguy hiểm, cơ hội cho U11 Sơn La Nghệ An. Bóng đã chạm cột dọc. Pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 9 bên phía U11 Sơn La Nghệ An, đó là Đức Nguyên. Cho U11 Sơn La Nghệ An. Xin lỗi quý vị khán giả, vừa rồi là cơ hội cho U11 Hà Nội. Nhưng rất tiếc là pha dứt điểm vừa rồi của cầu thủ mà số 8 Cung Hải Nam không thực sự chính xác.
vẫn là một lối chơi vô cùng chắc chắn của U11 Sô Lam Nghệ An. Cơ hội cho đội bóng vàng. Cơ hội, bóng đã chạm sàng ngang. Phá dứt điểm của cầu thủ số 18 Hải Đăng. Hải Đăng đã bỏ lỡ cơ hội để có thể nâng tỷ số lên 5-0, đồng thời nâng số bàn thắng của mình ở giải đấu năm nay lên con số 10. Rất tiếc là pha dứt điểm vừa rồi của Hải Đăng, bóng đã chạm xa ngang. Vẻ mặt đáng tiếc của cầu thủ số 18 bên phía đội bóng áo vàng. Phản công cho U11 Hà Nội. Thủ thành Võ Minh Quân đã chơi rất chắc chắn cho pha bóng vừa rồi. Một nửa thời gian thi đấu chính thức của hiệp đấu thứ hai đã trôi qua. Tỷ số vẫn đang là 4-0. Nghiêng về U11 Sông Lam Nghệ An. Đội bóng áo vàng đang đứng trước cơ hội rất lớn để nâng số lần của mình, số lần vô địch của mình ở giải đấu này lên con số 4. Một tỷ số rất an toàn. Áp sát trong những pha bóng của U11 Sô Lam Nghệ An đang gây ra rất nhiều khó khăn cho U11 Hà Nội ở những phút thi đấu vừa qua. Tiến phát đã để mất bóng. Cơ hội cho U11 Sô Lam Nghệ An. Cơ hội. Vừa rồi là pha dứt điểm của Đâm Thức. Cầu thủ mà số 10 bên phía U11 Hà Nội đang bị đau. Người bị đau bên phía U11 Hà Nội đó là Đàm Tiến Phát. Rất khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Trịnh Quốc Hưng khi lúc này đội bóng của ông đang bị U11 Sô Lam Nghệ An dẫn trước với cách biệt là 4 bàn. Thời gian thi đấu của hiệp đấu thứ hai cũng chỉ còn khoảng gần 10 phút. Hoàng Đạt đá biên cho U11 Hà Nội. Ở những phút thi đấu vừa qua thì U11 Hà Nội đã có sự thay đổi người khi mà Cung Hải Nam tạm thời rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ số 3 Trần Bình Minh.
Cơ hội cho U11 Sông Lam Nghệ An. Pha dứt điểm của cầu thủ mà áo số 20, đó là Nguyễn Ngọc Anh Tài. Liên tiếp là những cơ hội dành cho đội bóng vàng ở những phút thi đấu vừa qua. U11 Sông Lam Nghệ An vẫn chưa cho thấy dấu hiệu muốn dừng lại. Đội bóng vàng đang liên tục tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành của U11 Hà Nội. Đã có một quả đá phạt cho U11 Hà Nội. Cung Hải Nam sẽ là người thực hiện quả đá phạt này cho đội bóng áo đỏ. Rất có thể cầu thủ mà số 8 sẽ tung ra một cú sút ngay. Không phải, một pha phối hợp. Suýt chút nữa thì U11 Sông Lam Nghệ An có một tình huống phản công nguy hiểm. Phản công cho U11 Sông Lam Nghệ An. Cơ hội. Đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi thì bóng đã sửa lưng cầu thủ Anh Tài bên phía U11 Sông Lam Nghệ An. Cơ hội cho U11 Sông Lam Nghệ An. Sút bóng. Phút thứ 37. Tỷ số lúc này của trận chung kết vẫn đang là 4-0 nghiêng về U11 Sông Lam Nghệ An. Pha phạt bóng rất nguy hiểm. Chỉ còn khoảng hơn 3 phút nữa, trận chung kết của giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2019 sẽ khép lại. U11 Sông Lam Nghệ An đã đứng trước cơ hội rất lớn để lần thứ tư lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay. Và nếu giành chức vô địch thì U11 Sông Lam Nghệ An sẽ bảo vệ thành công chức vô địch ở giải bóng đá nhi đồng toàn quốc.
Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Cuộc so tài giữa U11 Sơn La Nghệ An và U11 Hà Nội vẫn đang có tỷ số là 4-0. Lúc này mục tiêu của U11 Hà Nội có lẽ là bàn thắng danh dự mà thôi. Một trận chung kết của giải bóng đá nhi đồng toàn quốc diễn ra rất hay. Dù U11 Sơn La Nghệ An dẫn trước với cách biệt tới 4 bàn, nhưng U11 Hà Nội cũng cho thấy được sự quyết tâm và tạo ra được những cơ hội nguy hiểm. Rất khó cho đội bóng áo đỏ. Hàng phòng ngự của U11 Sơn La Nghệ An đang chơi rất chắc chắn và khoa học. Và đúng lúc này thì trọng tài chính ông Nguyễn Hữu Quỳnh đã thổi còi kết thúc trận chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2019. Kết quả cuối cùng thì U11 Sơn La Nghệ An đã giành chức vô địch sau khi vượt qua U11 Hà Nội với tỷ số 4-0. Ngay sau đây thì ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải cho tập thể và cá nhân xuất sắc nhất ở giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm nay.